Xin kính chào quý bà con. Thì hôm nay thì em cháu xin giới thiệu quý bà con về một cái cử trộn trong cái ngày cho ăn của tôm. Thì đối với cái cử này trong cái ngày ăn thì em cháu sẽ trộn ba cái sản phẩm về cái đường ruột. Sản phẩm thứ nhất là cái diêm thái, cái thứ ba hai là súp mô nước, và cái thứ ba là cái rồi vitinet. Thì tập trung về cái đường ruột, về cái cử chiều thì bổ sung thêm để cho cái tối mà khi mà cái tôm mình không cho ăn nữa thì nó có đi dùng xung quanh mé để nó ăn những cái bọt hay cái nhớt gì đó, thì nó cũng ổn định được cái đường ruột, nó tránh để cái tổn thương cái đường ruột của cái tôm nuôi chúng ta. Thì đối với cái diêm thái thì em cháu đã ủ cái diêm thái để lấy nước để trộn cho trong thức ăn. Thì đối với những cái trường hợp mà trong cái phác đồ điều trị cái hội chứng phân trắng hoặc là cái ruột tôm nó quá lỏng á, thì chúng ta có thể là trộn trực tiếp cái diêm thái này là liều khoảng 5g cho 1kg thức ăn. Còn đối với định kỳ mà chúng ta trộn bình thường á, thì chúng ta lấy cái nước để ủ diêm thái chúng ta trộn vào trong thức ăn là được rồi. Thì cái liều á, mà cái súp mô nước chúng ta sử dụng cái định kỳ á, thì chúng ta sử dụng cái liều khoảng là 10ml cho 1kg thức ăn là được. Thì đối với cái sản phẩm rồi vitinet cũng vậy, chúng ta chọn rồi vitinet liều lượng là 10ml cho 1kg thức ăn. Thì đối với cái diêm thái thì em cháu đã ủ cái diêm thái. Thì những cái clip trước thì em cháu đã chia sẻ với bà con về cái cách ủ diêm thái rồi. Thì chúng ta sử dụng cái nước diêm thái này thay cho cái nước trộn. Thì chúng ta trộn vào thêm thức ăn. Thì bây giờ em cháu sẽ tiến hành trộn vào trong cái thức ăn. Thì chúng ta trộn thì chúng ta ước lượng cái lượng mà diêm thái á, thì cái bao nhiêu thức ăn thì chúng ta ước lượng cái lượng nước để chúng ta trộn làm sao cho nó vừa đủ, là nó áo đều cái viên thức ăn, tránh cái tình trạng mà nó quá ướt thì cái viên thức ăn thì nó nở ra quá, thì khi mình cho ăn thì nó dễ là nở ra hòa tan vào trong nước, thì nó làm cái dơ cái nguồn nước của chúng ta. Ta trộn là vừa đủ là nó áo, nó ráo cái viên thức ăn. Rồi bây giờ xin kính mời quý bà con cùng theo chân em cháu đi bỏ thức ăn vào trong cái cối cho ăn, bổ sung một cái cử ruột cho cái tôm nuôi của chúng ta. Và bây giờ thì xin mời quý bà con cùng em cháu đổ thức ăn vào trong cối. Thì có những cái lưu ý mà khi chúng ta mà bỏ thức ăn vô cối á, thì chúng ta khi mà trộn cái thức ăn rồi chúng ta để cho nó thật là ráo. Cái viên thức ăn nó khô lại thì chúng ta hãy bỏ vào trong cối. Để khi mà chúng ta bỏ mà nó còn hơi ẩm quá thì khi mà bỏ trong cối, thì khi cối nó xay ra thì cái lượng nó còn ẩm thì nó sẽ dính vào cối chúng ta, thì nó gây là nghẹt và nó không ra thức ăn. Thì sau khi bỏ thức ăn vào cối rồi thì xin mời quý bà con cùng em cháu là thăm luôn tôm. Thì tôm nay là gần 50 ngày thì về nó tầm khoảng là 160-170 con. Vừa rồi thì em cháu đã chia sẻ với bà con về cách trộn một cái cử ruột ở trong cái ngày cho tôm ăn. Thì xin kính chào với bà con, thì hẹn với bà con ở các cái clip sau thì em cháu sẽ chia sẻ nhiều hơn về các sản phẩm khác của Âu Mỹ AC. Thì xin chào và hẹn gặp lại với bà con.